Hello, chào tất cả chị em mình đã đến với kênh của em nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu với tất cả chị em mình về cái sản phẩm là kem trị mụn Bảo Ngọc Lan nha. Cái sản phẩm này là nó trị mụn rất là hay luôn á chị em mình. Nó chiết xuất từ nghệ tươi thiên nhiên, an toàn và lành tính. Và đặc biệt là nó sẽ trị mụn bọc, mụn viêm, mụn dị ứng cho chị em mình và tất cả các loại mụn luôn á chị em mình. Mình thoa lên da của mình ngày 2 lần sáng tối khoảng 4 đến 5 ngày là chị em mình sẽ thấy cái da của mình gom còi mụn lại và tự động nó sẽ xẹp mụn xuống nha chị em mình, và nó làm mờ các vết thâm nè, mờ vết sẹo nữa nha chị em mình. Và đặc biệt là nam nữ đều sử dụng được, nam nữ đều sử dụng được nha chị em mình. Có hàng sẵn tại shop em, chị em nào mà muốn lấy sỉ về bán thì IP trực tiếp qua Zalo giùm em nha, hoặc là Facebook của em là Huyền Lê, còn Zalo của em là 0923573008 nha chị em mình. Cái chất mụn bên trong này, cái chất này là khi mình thoa lên da của mình nó sẽ không có thấy, nó không có thấy một cái vết gì hết, cho nên nó ban ngày mình sử dụng một lớp nhẹ cũng được nha chị mình. Cái chất keo trong nghệ nè, xài mà 4-5 ngày là chị mình thấy cái da của mình đó là nó xẹp mụn bớt rồi đó, rất là hay luôn á chị mình. Các bạn nào mà bị mụn dậy thì nè, rồi ăn đồ nóng thức khuya gì đó là mình sử dụng cái sản phẩm này nè, là da của mình nó sẽ xẹp mụn rất là nhanh. Chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại, em sẽ lên thêm những sản phẩm khác nữa nha chị em mình, nhớ đón xem video của em nha. Cảm ơn tất cả mọi người.